Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 17 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn không phải là người địa phương giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm chúc Tết Sở Giao thông Vận tải. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kiểm tra thực địa, động viên cán bộ, công nhân tại một số dự án trọng điểm. Ký ức của những chiến sĩ tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Thành phố Hưng Yên chuẩn bị cho lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 39 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn không phải là người địa phương giai đoạn 2023-2025. Dự chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Thời gian qua, các huyện, thị ủy, thành ủy đã quán triệt cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 39. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh có 53 đồng chí bí thư đảng ủy xã phường thị trấn không là người địa phương đạt 106%. 26 đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương đạt 137%. Qua đánh giá bước đầu, việc thực hiện nghị quyết đã tạo ra sự đổi mới mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Tại các địa phương đã thực hiện việc luân chuyển cán bộ, lề lối tác phong làm việc của cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vấn đề khó khăn phức tạp tồn tại được xử lý, giải quyết hiệu quả, góp phần hạn chế hiện tượng bè phái cục bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của đội ngũ cán bộ địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi chia sẻ những thuận lợi khó khăn khi thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp như cần có cơ chế chế độ hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển điều động căn cứ tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn luân chuyển điều động đồng chí có trình độ năng lực phù hợp, lựa chọn điều động luân chuyển cán bộ trẻ còn thời gian công tác dài về các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, nghị quyết số 39 là một chủ trương đúng đắn nhằm sử dụng phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp, khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ cấp ủy, người đứng đầu chính quyền cấp huyện cần phải làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch tổng thể với lộ trình và bước đi cụ thể về bố trí cán bộ không là người địa phương làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Các đồng chí bí thư đây chỉ đạo với các đồng chí thị huyện là khẩn trương xây dựng các quy hoạch của các xã phải sát nhập và trong quý 3 phải xong. Nếu mà 3 xã sát nhập thì các đồng chí sử dụng luân chuyển một đồng chí không phải địa phương của 3 xã về lãnh đạo cả bí thư cả chủ tịch. Đây là tỉnh chỉ đạo, huyện chỉ đạo là không phải địa phương cả hai vai này thì là sẽ hoàn thành. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đánh giá kết quả bước đầu thực hiện nghị quyết số 39 sẽ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2025-2030. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã phường thị trấn cần hỗ trợ các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương nhanh chóng tiếp cận địa bàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đồng chí Bí thư huyện ở đây đã đưa cán bộ mình đi thì chúng ta phải có cơ chế và đặc biệt là các đồng chí phải quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ cho đồng chí thực hiện nhiệm vụ thì mới được. Đấy là cái quan trọng nhất. Thế còn các cái cơ chế khác thì như hỗ trợ, rồi cái cơ chế về cán bộ ở trên dưới thì cái thuộc của nhóm của Trung ương. Thì chúng tôi kiến nghị Trung ương mong rằng là các đồng chí được luân chuyển thì cố gắng hòa đồng với địa phương và quyết tâm cao hơn nữa khi chúng ta sang địa bàn mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mình được giao. Dân xã. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 39 đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền cơ sở. Để đảm bảo
Đây là những kết quả vững chắc và để nghị quyết đi vào cuộc sống. Thời gian tới, từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tuyên truyền sâu rộng để tạo sự thống nhất cao. Việc triển khai thực hiện nghị quyết phải đảm bảo các nguyên tắc tiêu chuẩn, quy trình bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ. Cấp ủy chính quyền các cấp phải có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ đối với cán bộ được điều động luân chuyển. Đồng chí đã từng làm việc, tôi đề nghị là giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cái này là cái quan trọng nhất, là đầu mối phối hợp với các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị nghiên cứu để trình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một cơ chế bảo vệ đối với những cán bộ là bí thư và chủ tịch ủy ban xã không phải là người địa phương, gắn với đó là việc kiểm soát quyền lực đối với các cái cấp ủy chính quyền ở cấp xã. Cùng với cái việc này thì đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo theo dõi giám sát đối với cả cái địa bàn nơi mà chúng ta đưa cán bộ không phải là người địa phương về, để kịp thời có các cái biện pháp uốn nắn, nhất là theo dõi cái đoàn kết nội bộ ở giai đoạn đầu. Tôi rất là mong các đồng chí là nỗ lực học tập rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được tổ chức phân công. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết cán bộ công chức viên chức người lao động Sở Giao thông Vận tải. Trong những năm qua, Sở Giao thông Vận tải đã tích cực chủ động tham mưu với tỉnh trong các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, quản lý khai thác phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn, đặc biệt là thay mặt tỉnh làm chủ đầu tư quản lý triển khai xây dựng dự án thành phần đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường Tân Phúc Võng Phan và các dự án giao thông quan trọng khác, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong 3 năm qua, Hưng Yên đã đầu tư rất lớn cho phát triển các dự án giao thông, bình quân chiếm gần 70% nguồn vốn đầu tư công của tỉnh. Coi đây là trụ đỡ để Hưng Yên phát triển thành tỉnh công nghiệp trong những năm tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tập trung đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, tích cực triển khai các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, đảm bảo tiến độ an toàn chất lượng, tham mưu với lãnh đạo tỉnh về công tác quy hoạch hệ thống giao thông vận tải, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành phụ trách. Chúng ta rất là tự hào có nhiều công trình dự án đang triển khai rất là lớn về mặt giao thông, thì ở đây là có phần đóng góp rất quan trọng của ngành giao thông. Năm 2024, các đồng chí tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để thực hiện vai trò quản lý nhà nước, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các cái dự án trong quy hoạch giao thông của tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chúng ta phải triển khai dự án đường vành đai 4 rất là lớn, rồi dự án đường Tân Phúc Võng Phan, rồi ba cái dự án rất lớn, đấy là dự án đường kết nối di sản và dự án đường vành đai 3,5, đường cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ đoạn Chợ Cao Hưng Yên đi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 271 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra thực địa, động viên cán bộ công nhân tại một số công trình dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, trong ngày 16 và 17 tháng 2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm tại các huyện, thị xã và thành phố. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên kiểm tra thực địa dự án cải tạo nâng cấp đường DH75 và dự án nạo vét kè và xây cống trên sông Mỏ Quạ trên địa bàn huyện Kim Động. Dự án cải tạo nâng cấp đường DH75 dài 5,8 km nối từ xã Đồng Thanh đến xã Thọ Vinh có tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng. Dự án nạo vét kè và xây cống trên sông Mỏ Quạ dài 3,6 km chạy qua các xã Vũ Xá, Nhân La, Chính Nghĩa có tổng mức đầu tư 56 tỷ đồng. Đến thời điểm này, cả hai dự án đã thi công đạt khoảng 55% khối lượng. Sau khi nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động cùng với chính quyền các địa phương có dự án đi qua tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công đúng tiến độ. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Đối và hai dự án giao thông quan trọng trên địa bàn huyện Văn Lâm, đó là dự án đường DH15 và dự án đường gom khu công nghiệp phía Nam đường sắt giai đoạn 2. Đến nay, huyện Văn Lâm giải phóng mặt bằng được 12 trên 13 vị trí chân cột cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn. Dự án đường DH15 với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng đã thi công đạt khoảng 30% khối lượng. Dự án đường gom khu công nghiệp phía Nam đường sắt giai đoạn 2 đang có sự khai thác về vị trí ga Lạc Đạo giữa quy hoạch của tỉnh và quy hoạch của ngành đường sắt. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Lâm chủ động khẩn trương đề xuất giải pháp và tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng các cấp tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến đường dây 500 kV mạch 3 và vị trí ga Lạc Đạo. Đồng tình với đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư đường DH15 để xử lý lượng lớn rác thải tồn đọng, đồng chí cũng yêu cầu huyện Văn Lâm phải xác định rõ nguồn ngân sách cho phần vốn tăng thêm, trước mắt cần có giải pháp tạm thời di dời lượng rác này ra vị trí khác để lấy mặt bằng thi công, đảm bảo tiến độ của dự án và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Tại huyện Tiên Lữ, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra động viên công nhân thi công xây dựng trường mầm non Minh Phượng. Dự án do Ủy ban Nhân dân xã Minh Phượng làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng giữa năm 2023, tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Cùng ngày, đồng chí đã đi thăm động viên nông dân đang lao động tại mô hình trồng ớt T9B41 ở thôn Đa Quang, xã Dị Chế. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hiến Nam, đoạn từ đường Chu Mạnh Trinh đến khu nhà ở thương mại Phúc Hưng. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 480 m, có tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh là 70%, ngân sách thành phố 30%. Công trình được khởi công từ cuối năm 2023, đến nay đã hoàn thành được 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2024, vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đã đi kiểm tra động viên người lao động làm việc tại dự án cải tạo mở rộng đường trục trung tâm thị xã, dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá. Đến thời điểm này, dự án cải tạo mở rộng đường trục trung tâm thị xã, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành các phần việc, ước khối lượng công trình đạt 70-80%. Dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá, nhà thầu đang khẩn trương san lấp, tạo mặt nền đường. Đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đề nghị các nhà thầu nhận tăng cường nhân lực máy móc để thi công đảm bảo tiến độ công trình. Đồng thời yêu cầu các ngành địa phương cần tăng cường phối hợp với đơn vị nhà thầu để giải quyết tốt các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra, động viên công nhân và người lao động đang thi công dự án cầu bắc qua sông Bắc Hưng Hải, dự án khu tái định cư và các nghĩa trang nhân dân, thực hiện dự án đường vành đai 4 thuộc xã Vĩnh Phúc, Mễ Sở, dự án cải tạo nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ huyện và một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Văn Giang. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Văn Giang đánh giá cao quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công trong quá trình đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm. Đồng thời đề nghị các nhà thầu tiếp tục tập trung máy móc nhân lực để thi công công trình, phấn đấu hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra. Trong ngày 17 tháng 2, huyện Ân Thi đã thành lập đoàn đi kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, gồm dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 60, dự án công trình cải tạo nâng cấp đường huyện 61, đoạn từ nút giao đường tỉnh 384 đến trạm bơm Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám và dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc thuộc khu Liên hợp Thể thao Văn hóa và Dân cư huyện giai đoạn 2. Ngay từ ngày 4 Tết Giáp Thìn, các nhà thầu đã huy động bố trí máy móc nhân lực, tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này cách đây 45 năm đã diễn ra cuộc chiến tranh vệ quốc của quân và dân ta tại biên giới phía Bắc, ghi nhận về ký ức của các cựu chiến binh trực tiếp tham gia bảo vệ Tổ quốc khi đó. Cuộc gặp mặt đầu năm
của những người lính năm xưa tại gia đình ông Thế ở thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử hôm nay trở nên khí thế hơn khi những ký ức, những câu chuyện về thời chiến, về cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới được nhắc nhớ về với đầy tự hào. Ông Thế khi ấy là đại đội trưởng đại đội 12, tiểu đoàn 9, trung đoàn 540, là một trong những đơn vị đầu tiên được giao chỉ định đánh quân xâm lược tại khu vực ga Đồng Đăng, nhà máy thuốc lá Lạng Sơn lúc bấy giờ. Tình hình khó khăn do lực lượng quân xâm lược đông và có nhiều trang bị hỏa lực mạnh, song ông cùng các anh em trong đơn vị đã chủ động tổ chức chiến đấu ngay tại chỗ. Đây là cuộc chiến đấu bất thường, chứ không chuẩn bị sẵn. Thế nhưng với cái tinh thần của bộ đội ta thì lúc đó tôi trên cương vị đại đội trưởng phụ trách 136 chiến sĩ. Phải là tinh thần rất mạnh, có thể hy sinh tất để cứu lấy Lạng Sơn. Lúc đó thì chiến đấu đánh tỉa này, phòng ngự này. Ông Nguyễn Công Khanh hiện đang là chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Phù Cử, khi ấy cũng là chiến sĩ cùng chiến trường với ông Thế tại tỉnh biên giới Lạng Sơn. Tình thế gấp rút vì chiến tranh bất ngờ, song mỗi người lính đều mang trong mình quyết tâm chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc. Anh em chúng tôi hành quân từ ga Đồng Mỏ, chúng tôi bắt đầu hành quân sang Văn An, Văn Mộng, Lạng Sơn. Đó là cái tinh thần chiến đấu của bộ đội Việt Nam rất là quyết tâm xây dựng cái thế trận phòng ngự ở biên giới phía Bắc. 45 năm đã trôi qua, thời gian đủ dài để nhìn lại tính khách quan, đầy đủ và chân thực về cuộc chiến bảo vệ biên giới mùa xuân năm 1979. Sau 4 năm từng tổ chức lễ hội vì dịch bệnh COVID-19 và mở rộng chỉnh trang khuôn viên di tích đền Trần, đền Mẫu, năm nay, lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến được tổ chức sớm ngay trong tháng 1 âm lịch. Hiện thành phố Hưng Yên đang tích cực chuẩn bị các công tác nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ hội diễn ra thành công, tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi về với Phố Hiến, Hưng Yên. Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 tháng 2 đến hết ngày 2 tháng 3, tức ngày 20 đến ngày 22 tháng Giêng. Trong không gian văn hóa cổ xưa, tại các di tích lịch sử thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến như Đền Mẫu, Đền Trần, Đình Chùa Hiến, Đền Thiên Hậu, Chùa Chuông, Văn Miếu. Tại lễ hội, phần lễ sẽ được địa phương nỗ lực phục dựng lại các nghi thức tế lễ truyền thống nhằm tạo không gian văn hóa riêng. Phần hội là các hoạt động sôi nổi náo nhiệt với những trò chơi dân gian nhằm tái hiện khắc họa sống động cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền của Phố Hiến xưa. Năm nay thành phố tổ chức cái quy mô nó sẽ lớn hơn mọi năm, thành phố cũng chú trọng mời các đại biểu khách mời rộng hơn, chú trọng đến cái đêm khai mạc, tức là cái chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp và có mời những cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp về biểu diễn, và trong đó thì có rất nhiều những ca sĩ là thành danh nổi tiếng. Các cái hoạt động về hội thì thành phố cũng chú trọng hơn, đặc biệt là nhiều các cái trò chơi dân gian, hy vọng rằng là sẽ thu hút được một cái lượng du khách rất là lớn về tham quan chiêm bái trong cái dịp lễ hội đầu xuân. Để lễ hội diễn ra thành công, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thành phố Hưng Yên đã tập trung đánh giá triển khai các nội dung, công tác chuẩn bị. Đến nay, các khâu chuẩn bị từ hậu cần, danh sách đại biểu cho đến các kịch bản chương trình của lễ hội đã cơ bản được chuẩn bị chú đáo. Các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng cũng đang tích cực tập luyện công tác chỉnh trang khu di tích, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đã sẵn sàng. Chúng tôi đã cho bổ sung thêm cờ tại các di tích, cũng như là đưa kiệu ra kiểm tra toàn bộ các cái kiệu có tại các di tích, lau chùi bao sái. Sau đó là cũng đã làm việc với các cái lực lượng rước kiệu, là một cái công việc rất quan trọng trong cái lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Chúng tôi sẽ lựa chọn các cái sản phẩm, cái sản vật ẩm thực thật là đặc trưng của Phố Hiến, như là bún thang, xôi vò, rồi chè sen long nhãn, một số các cái sản phẩm khác như là bánh răng bừa. Chúng tôi tuyệt đối là quán triệt cái vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra trước, trong và sau lễ hội. Hy vọng rằng với sự chủ động của thành phố Hưng Yên, lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày đầu xuân năm mới này. Đây cũng là dịp để người Hưng Yên với du khách thập phương giao lưu, hòa đồng và trao truyền những đạo lý, tình cảm, khát vọng cao đẹp trong tiết trời mùa xuân. Tại xã Tiên Tiến, Hội Sinh vật cảnh huyện Phù Cử vừa tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 lần thứ 5.
Triển lãm diễn ra từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 2 với sự góp mặt của hơn 210 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của 30 nhà vườn nghệ nhân trong huyện và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Thái Bình. Triển lãm trưng bày chủ yếu các loại cây si, cây xanh cổ, xanh bonsai với giá trị trung bình khoảng 200 triệu đồng một cây. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.